Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em. Về được cho anh em một chiếc đài kèn. Hàng nhìn rất là cổ kính. Nó thiết kế là kiểu hơi hướng châu Âu anh em nhé. Nhưng con này sử dụng ở thị trường Nhật, điện 100V. Bên trên là toàn chữ Nhật thôi. Đấy, CD của nó chạy cực ngon luôn. Chất lừ luôn. Đĩa nào cũng chạy luôn. Đấy, đĩa chợ, đĩa chép đỡ 10.000 chạy hết anh em nhé. Đây chứ đây đi chợ là trước đi chợ lòng hơi đen đen này bạn à, hơi xanh xanh này, đi chợ là chứ chợ 30. Đi chợ 10.000 lòng trắng chạy ngon luôn, lòng vàng chạy cũng ngon. Đấy. Còn FM con này là thiết kế thị trường Nhật, FM của nó thì chạy được FM đến 90 anh em nhé. Em chỉ đại 90 thôi, trong nó có đèn rất đẹp nhá. Em 90 này thì hình như phía Hà Nam bắt được thì phải. Em ở trên này là chỉ với Đông Bắc Bộ ở trên Phú Thọ thì là nó không bắt được cái FM 90, bên trên em chỉ bắt được 96,5 đổ lên thôi. Ơi em. Ơi em thì các bác về tự dò nhá. Nhưng CD là ngon, nói chung tất cả tính năng của nó là ngon hết. Mình thiết kế hai bên này có hai cái loa toàn giải anh em nhé. Mình có thể nghe hai loa này hoặc là mình chuyển chế độ nghe trên cái kèn trên này này thì nó phát lên kèn nhé. Kèn thì nó phóng xa hơn. Đấy, chuyển lên kèn. Đấy, bịt kèn này. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây đôi mắt xoay ngang con này tầm khoảng 44 gì đấy. Xoay ngang là 44 anh em nhé. Đẹp đây, thiết kế kèn này. Đấy, khi vận chuyển cho anh em có thể tháo rời kèn này ra cho anh em nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn. Nói chung độ đẹp con này thì nó đến khoảng 98% anh em nhé. Nhưng mà rất là đẹp. Đây. Phía sau đây anh em nhé, rất là đẹp luôn. Đấy. Tép sử dụng nguồn điện 100V thị trường Nhật anh em nhé. Tép 100V. Đấy. Con này GF280. Con GF280 này thì mình thường search ở thị trường Nhật, nó bán thị trường Nhật và các thị trường khác cũng có bán đấy. Còn thị trường Việt Nam thì có một bác nào đấy bác bán hơn 6 triệu con này cơ. Đấy. Anh em cứ gõ test này. Đây cả. Test GF280 này là ra này. Rất nhìn nó rất là hoài cổ nhé anh em, bày biện con này anh em chẳng cần nghe đâu, anh em cần bày biện là già nó cũng sang rồi, bày phòng khách là sang rồi anh em nhé. Thực ra mà các bác mà chơi đến cái đồ này cái nhà các bác đúng là không thiếu đồ để nghe rồi, cái này chỉ để bày biện thôi, nhìn cho nó hay, nó đẹp, nó sang cái phòng thôi. Đấy. Cái giá để cho các bác nhé, em nói thật đó, để cho các bác đúng 3.399.000 3.399.000 thôi anh em nhé. Nhập về 3.200.000 thì em gọi là lấy thi công trải nghiệm để cho anh em đúng 3.399.000. Con này thị trường bán rất là cao đấy anh em nhé.
vì nó đẹp, độc mà ít có nên là các anh em bán rất là cao. Mà độ đẹp đến mức như thế này ấy, thì mà cái giá đấy rất là phù hợp thôi. Đấy. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.